Chủ quán ơi. Chà. Chà. Cái gì vậy? Sao quen quá vậy? Dạ. Yeah. Ô sao quen quá vậy? Dạ. Yeah. Ô cũng mắt kiến đen nha. Ô cũng cũng cái cặp này nha. Ô có thêm cái áo vest nữa nha, chắc chùm là chùm cuối luôn nè. Cái này có quen cái anh vừa bước ra khỏi quán không? À quen chứ. Ô quen à. Có nghĩa là biết nhau phải không? Hẳn nhiên phải biết chứ. Thân không? Cũng thân. Thân lắm hả? Có nghĩa là rành nhau nhiều rồi phải không? Cũng rành anh đó lắm. Chóng mặt chưa? À quay quần quán. Đảo ngược vòng lại đi. Chóng mặt rồi thì mình đi ngược lại. À quay quần quán vô quán phải đi quay quần vậy đó. Ông yên tâm, sẽ không còn quay quần lâu được nữa đâu. Vậy hả? Bởi vì ông sao? Sẽ không còn quay nữa. Tại sao vậy? Ông chỉ còn cái quần thôi. Hả? Ê, mày biết sao vậy? Hả? Ê, cái gì vậy? Vô mày cùng tổ chức mày phá tao nữa hả? Ê, cái gì vậy? Hả? Không. Cái gì? Khoan hả? Bình tĩnh anh. Bây giờ nắm bóp giác hơi vô ngoài phải không? Hả? Đây là cái quán ăn, người ta vô đây để cho khách ăn. Chứ không phải vô đây để nắm bóp giác hơi, ông cứu nội. À, xin lỗi anh, tôi không phải nắm bóp giác hơi. Danh là ai? Tôi dân làm ăn mà doanh nghiệp mà. Công ty tôi đối diện nhà hàng của anh nè. Chứ anh vô quán là để... Anh nói quen là quen cái anh nãy đi ra nó bóp giác hơi đó hả? Dạ. Mỗi lần tôi mệt, anh hay vô công ty tôi đấm bóp cho tôi. Vậy anh vô đây là để... Tôi đói bụng, tôi qua đây tôi ăn với hơn nữa thấy cái tựa là quay quần quán dễ thương quá. Tôi nghĩ là chắc quán này cũng ấm cúng quay quần lại giống như không khí gia đình. Tôi tới tôi ăn thử, coi không khí quán làm sao. Cái gì vậy anh? Cắn cổ em ngậm dành, em quỳ xuống em lại. Trời ơi, lần đầu tiên em nghe có một người khách vô đây đòi ăn mặc chưa cần phải em mời. Em xin lỗi em không có biết. Giờ tôi đói bụng rồi. Cho tôi mượn cái thực đơn. Dạ, anh ngồi. Em lấy thực đơn cho anh. Bây giờ anh muốn ăn uống sao? Anh ăn khó khăn không? Hay em nghĩ chắc anh là chắc cũng chủ cả, ăn cũng khó khăn lắm phải không anh? Tôi ăn đơn giản lắm. Anh từ từ đi anh. Dạ, trước khi mà em đưa cái thực đơn ra, em phải phục vụ anh để em chuốc lại cái lỗi lầm của anh. Dạ, trước tiên khách vào quán chúng ta phải cởi áo ra. Đó, cái sự cởi áo nó tính là cái sự thân thiện của cái quán này. Anh biết sao không? Để tại vì cho anh khỏe, anh mát mẻ đó, anh hiểu không? Dạ, cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là ví dụ mà khách đi về có để quên cái áo, cũng có cơ hội để em mang cái áo trả lại cho quý khách. Tốt quá. Cái thứ hai đó, đó là anh đi đường xá là chắc là xa xôi, anh mệt lắm rồi. Khăn lạnh đây, em sẽ giúp anh. Nó làm gì không? Chúng ta cầm khăn lạnh này rất đơn giản, ụp thẳng vào mặt. Chúng ta hãy lau mặt cho nó sạch sẽ, rất là đơn giản. Lau cho sạch sẽ nha. Đầu tóc cũng rất là khó khăn, thấy không? Bụi bặm như vậy mình không lau tóc tai không được, thấy không? Đơn giản là mình phải đây. Quan trọng á là mình phải lau cổ nè, thấy không? Bao nhiêu là bụi đất, thấy không? Anh nghĩ đi, trời ơi, anh ra ngoài đường bao nhiêu là bụi, nó dơ như vậy làm sao, đúng không? Bao nhiêu là vi khuẩn vật chất không? Sau đó mình lại lau vô mặt. Nè. Rất là đơn giản. Đây anh. Dạ, được. Đây để em làm. Anh yên tâm, anh dạ, để em. Em làm được hết. Mặt anh là có bao nhiêu là em làm được hết. Đây tóc tai, đúng không? Rồi mình lại lau vô cổ, thấy không? Dạ. Nó đơn giản không? Rồi dạ. Mình lại lau vô mặt. Dạ. Cảm ơn. Sao? Không, cái này để em, cái đơn giản này là để em. Mát chưa anh? Dạ, mát. Sau đó em mới muốn hỏi anh là bây giờ là anh là muốn là anh ngồi ở đây hay là anh ngồi phòng lạnh ạ? Thôi tôi ngồi ở đây được rồi. Anh nên vô phòng lạnh đi, phòng lạnh nó có máy lạnh thoải mái hơn nhiều. Tôi thích sân vườn, khung cảnh thiên nhiên vậy. Anh nên vào phòng lạnh nó thoải mái hơn, cái giờ trưa nắng được nó mệt lắm anh. Tại tôi thích ngồi ở đây. Ráng vô phòng lạnh đi, phòng lạnh đẹp lắm, em nói thiệt, phòng lạnh đẹp. Rồi, tôi vô phòng lạnh. Thôi ngồi đây đi anh, nói giỡn chứ máy lạnh hư rồi. Dạ, ngồi đây đi, máy lạnh nó hư rồi. Dạ, nhưng mà không sao anh. Cái phòng lạnh bình thường là máy lạnh hư, chứ cái phòng lạnh VIP của em máy lạnh vẫn còn xài tốt lắm. Rồi vô phòng đó cũng được. Dạ, cái phòng lạnh đó là em nói trước đây anh có muốn vô hay không nha. Cái phòng lạnh đó là bây giờ nó đang xài dàn lạnh của hệ thống siêu thị đó anh. Ủa quán ăn mà tự nhiên dạ. Xài hệ thống phòng lạnh siêu thị chi vậy? Dạ, để kết hợp làm cái tủ đông luôn anh. Bỏ đồ ăn vô rồi đông đó là giữ nhiệt luôn. Rồi anh vô trong anh ngồi ăn hay lắm, vừa ngồi ăn vừa đắp mền. Ngồi đẹp lắm, giống như mùa đông Paris anh, đẹp lắm, thích lắm. Thôi, tôi nghe nói tôi cũng đang bệnh, thôi tôi ngồi ngoài đây được rồi. Vậy dạ, anh ngồi ngoài đây phải không anh? Tôi ngồi ngoài đây được rồi, dạ. cậu cho dạ. Tôi ăn là được. Dạ, bây giờ anh đói rồi hả? Đói, tôi đói rồi. Dạ, dạ anh đói rồi anh có thích hút thuốc không? Không, tôi ăn cơm thôi à, tôi không hút. Anh đi hút thuốc đi, có phòng hút thuốc mà. Tôi muốn ăn cơm thôi à. Không thì có cái phòng hút thuốc ở trong. Em nói thiệt, anh muốn hút thuốc anh vô. Trời, đàn ông phải hút thuốc chứ. Mình hút điếu đi rồi mình ra mình ăn cho nó thoải mái. Đi. À, phải hút mới ăn được. Phải à. Hút mới ăn được. Có đàn ông có hút có điếu đâu ra được liền à. Rồi tôi vô tôi hút. Anh đợi xíu đi, em quên nữa. Cái máy hút nó hư rồi. Hôm bữa nó hút mạnh quá giờ nó nghẹt luôn rồi. Để mai em kêu cái thằng rút hầm cầu ra nó hút lại cái máy đó rồi anh vô anh hút sao. Rồi cho tôi ăn đi. Dạ anh tôi, ăn. Tôi đói rồi. Anh ăn chắc cầu kỳ lắm hả? Đem giới thiệu món ăn cho anh nha. Không tôi ăn đơn giản thôi. Cho tôi giữ cơm Dương Châu được rồi.
À, cơm chiên Dương Châu hả? Ừ. Nếu nói về cơm chiên Dương Châu thì quán em có rất nhiều loại cơm chiên. Đó là cơm chiên Dương Châu có hai loại, cơm chiên Dương Châu thường và cơm chiên Dương Châu VIP. Anh muốn ăn loại nào? Ủa, có loại thường là VIP nữa. Dạ đúng rồi anh. Loại thường là sao? Dạ thưa anh, nếu mà nói về cơm chiên Dương Châu thường có nghĩa là cơm chiên Dương Châu được chiên theo kiểu của người Dương Châu, đó là cơm chiên Dương Châu thường. Dạ. Còn cơm chiên Dương Châu VIP đó là cái gì? Là cơm chiên Dương Châu là một cái loại cơm chiên mà thằng Dương mua cơm về con Châu chiên. Okay. Anh muốn ăn loại nào? Loại thường thôi. Dạ, anh muốn ăn của người Dương Châu đúng không? Của người Dương Châu thôi. Dạ, của người Dương Châu. Dạ, thì bây giờ anh có thích bỏ lạp xưởng vô không anh? Không, tôi không thích lạp xưởng, Không, anh nên bỏ lạp xưởng đi, có lạp xưởng nó mới ra mùi Dương Châu. Tôi không thích lạp xưởng. Dạ, anh cứ bỏ lạp xưởng, em thôi thiệt, tại vì không có lạp xưởng nó không có ra cái mùi Dương Châu, anh hiểu không? Chọn miếng lạp xưởng đâu. Không, em xin lỗi, em quên nữa, lạp xưởng quán em hết lâu rồi. Tại vì nó mỡ đó, mình ăn cũng... Cơm Châu Dương Châu thường khỏi lạp xưởng, Mà anh có ăn đậu Hòa Lan không? Đây đậu Hòa Lan nó cũng bùi á, béo ngon lắm, em nói thiệt. Tôi ăn cơm thường được rồi. Ăn bỏ đậu Hòa Lan vô nó ngon. Tôi nói tôi không ăn đậu Hòa Lan. Thì đúng rồi, ai ăn đậu Hòa Lan làm gì? Bỏ đậu Hòa Lan ra chứ, bỏ đậu Hòa Lan vô chiên thì không phải là cơm chiên Dương Châu của người Dương Châu, là con Dương mua cơm về con Châu chiên rồi đúng không? Đúng rồi, anh là đúng rồi, không bỏ đậu Hòa Lan là đúng rồi. Một giờ tôi đi họp rồi. Dạ em xin tôi đói bụng lắm rồi. Mang cái dĩa cơm ra tôi ăn. Em mang liền. Dạ, nha. Anh yên tâm em mang liền mà. Ờ. Dạ. Nhưng mà trước khi em lấy cơm cho anh ăn thì em muốn hỏi anh là ăn khô hay ăn nhão anh? Mình chiên khô hay chiên nhão? Tôi ăn khô. Không ăn nhão nó ngon hơn. Tôi ăn khô. Không, em nói thiệt, ăn nhão ngon hơn, con Châu nó chiên nhão nó chiên tốt hơn. Tôi thích ăn cơm Dương Châu là của người Dương Châu chiên, chứ không thích ăn cơm Dương Châu của thằng Dương mang về cho con Châu nó chiên. Anh yên tâm đi, dạ cơm chiên người Dương Châu hay là cơm chiên kia cũng là con Châu chiên hết á. Dạ. Anh yên tâm đi. Mang ra dĩa cơm tôi ăn liền, tôi đang đói bụng rồi. Dạ, thì mình ăn khô phải không? Tôi ăn khô. Thì nói vậy thôi chứ thực ra là do là nó nấu cơm khô thì mình ăn cơm khô, nấu cơm nhão thì mình ăn cơm nhão thôi, chứ chiên kiểu gì cũng vậy à. Vậy cậu nói chi, cậu mang ra đi, tôi đói bụng nè. Thì em lấy đây nè, em đi ra. Lấy đi. Thì em lấy cơm, anh yên tâm, anh đợi xíu. Nhưng mà em hỏi anh, mình có bỏ cái mặn không? Tôi ăn cơm Dương Châu bỏ cái mặn trong chi? Không, tại vì cái quán em là nó có cái cơm chiên Dương Châu mà có bỏ cái mặn nữa ngon lắm. Mày có điên không vậy? Mày có điên không? Sao anh? Tao nói tao ăn cơm Dương Châu, mày bỏ cá mặn vô chổng thà là cơm chiên cá mặn rồi. Anh nói sao mắc cười, cơm chiên cá mặn là cơm chiên bỏ cá mặn, nó là cơm chiên cá mặn. Còn đây là cơm chiên Dương Châu có cá mặn chứ nghĩ sao vậy? Nó ngon, em tư vấn anh ăn đi, ngon. Bây giờ mày cho tao ăn không? Thì ngon, em thiệt anh ăn. Tao ăn cơm Dương Châu là có cá mặn không? Không. Không phải không? Ừ. Thì dĩ nhiên rồi, không có cá mặn thì mới là cơm chiên Dương Châu, chứ có cá mặn nó là cơm chiên cá mặn. Bây giờ mày cho tao ăn không? Thì vô nè, em đang đi vô nè. Em đang định đi vô nè. Cứ ngồi xuống. Bình tĩnh nha. Có dĩa cơm không? Bình tĩnh nhanh, bình tĩnh, em ăn đúng rồi. Bình tĩnh nha. Anh ơi, ăn canh không? Không ăn canh. Dạ. Dĩa cơm Dương Châu của người Dương Châu ra đây tôi ăn, tôi đi về. Con Châu mà nó chiên cơm khô không ăn canh là ho nữa chứ không phải không đâu. Con Châu nó chiên lửa. Nhưng nó mà lớn tôi không lắm. Cần ăn canh. Nghe lời em đi, quán có hai loại canh ngon lắm, cái canh salad với canh salad. Cái gì salad thì salad là sao? Salad có nghĩa là cái tiếng Anh, em gọi là tiếng Anh đó là salad, nó được nấu từ cái rau salad. Ờ. Còn cái canh mà canh salad đó là nó được nấu từ một cái loại rau không phải là salad, nhưng mà tại sao em gọi là salad là bởi vì nó được nấu từ rau salad son. Thì nó cái salad vậy đó, anh ăn canh gì? Hiểu không? Có hiểu không? Quan trọng có hiểu không? Cái gì? Mày cho gì tao ăn cái đó, tao mệt lắm rồi. Mày cho tao đại cái chén canh gì mà salad như mày. Rồi với dĩa cơm tao ăn tao đi liền. Biết rồi, nói vậy thôi chứ hai món canh nó hết rồi. Giờ em cho anh ăn canh khoai mỡ nha. Bây giờ tao không ăn canh khoai mỡ nữa, tao không ăn cơm Dương Châu nữa. Tao quanh lộn với mày nè. Cái gì vậy? Tao chịu hết nổi rồi. Mày cho tao ăn không? Cái gì? Tao cho tao ăn một dĩa cơm Dương Châu thôi. Tại sao mày dằn vặt tao dữ vậy? Mày quấy quần tao dữ vậy? Tao đói bụng mà. Anh bình tĩnh. Bây giờ khách muốn quánh mày nè. Dạ thì đó, em cũng chiều anh luôn. Đó bây giờ anh muốn quánh sao? Anh muốn quánh tay đâu hay là bây giờ anh muốn chơi cây hay là chơi giáo sao? Anh muốn quánh thiệt không ấy? Sáng giờ em ê, quánh thiệt không ấy? Hả bây giờ làm sao hả? Ê, bây giờ làm sao? Cây. Đây. Mày làm cái gì vậy? Hả? Ôi, mày làm cái gì vậy? Nó mới đàn hồi. Đàn hồi cái gì? Mày tiếp khách là như vậy hả? Dạ. Mày đưa em đi. Ủa cô là chủ quán hả? Dạ thưa anh, Alibaba và 40 tên cướp ở thủ đô nước Úc xin trân trọng kính chào quý khách. Ủa, cô là...
Dạ thưa anh, em là chủ quán và xin anh ngồi xuống và để em dạy nhân viên với em. Bây giờ cô là chủ quán. Dạ. Cô dạy lại người này. Dạ, tôi ăn uống tôi vô đây tôi chỉ cần dĩa cơm Dương Châu à. Dạ. Mà cậu ấy nói nãy giờ nửa tiếng đồng hồ tôi chưa có cơm Dương Châu để mà tôi ăn, tôi còn phải đúng một giờ tôi về tôi họp. Dạ 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 anh ngồi xuống, anh ngồi xuống. Tại sao vậy mày hả? Khách cái ăn một dĩa cơm chiên Dương Châu thôi mà tại lý do tại làm sao mày không cho khách ăn? Chị nói rồi là em vô phải tìm hiểu kỹ, giờ em không tìm hiểu kỹ mua lại em bưng đem lộn, em bắt em đền một năm trời lương rồi bây giờ em khổ quá em mày đã hỏi tìm hiểu kỹ rồi, khách đã kêu cơm chiên Dương Châu tức là khách sợp rồi. Thì bây giờ chị đó còn hỏi. Bây giờ hỏi cái gì? Bây giờ người ta ăn cơm chiên Dương Châu cách đơn giản là nè, coi tao nè. Dạ. Bây giờ chị cho tôi dĩa cơm Dương Châu, tôi ăn, ăn để xong là tôi đi họp. Dạ đúng rồi. Dạ cảm ơn chị. Cơm chiên Dương Châu phải không anh? Dạ, dạ có liền cơm chiên Dương Châu ở khách e quán em ạ. Dạ. À. Dạ. À, dạ thưa anh, cơm chiên Dương Châu anh có ăn đậu Hòa Lan không anh? Đậu Hòa Lan người ta gọi là đậu bê tích vô á. Dạ đậu Hòa Lan anh mình thường thường ăn cơm chiên Dương Châu là tôi, có đậu Hòa Lan. Tôi ăn cơm Dương. Dạ em cơm biết chiên rồi. Dương Châu thường của người Dương Châu nấu. Dạ thưa anh, bắt buộc là cơm chiên Dương Châu phải có đậu Hòa Lan hay gọi là bê tích bò thì mới gọi là cơm chiên Dương Châu. Dạ tôi... nếu mà anh ăn cơm chiên Dương Châu mà anh không có đậu Hòa Lan thì còn như là cơm chiên Dương Châu của người Dương Châu nấu nữa. Nhưng mà ý thích của khách hàng. Em biết ý thích của anh được nhưng mà làm như vậy thì cái món cơm nó sẽ không ngon, sẽ không tạo ra được là cơm chiên Dương Châu đó. Rồi rồi cho miếng đậu Hòa Lan vô. Dạ miếng đậu Hòa Lan với anh. Dạ đậu Hòa Lan làm gì có, thôi anh đậu que thì được không anh? À dạ dạ anh à, tại vì bởi làm sao? Dạ bởi vì đậu Hòa Lan đậu que nó cũng là loại đậu. Anh đúng không anh? Dạ đúng không? Dạ dạ em lấy đậu que anh nha. Rồi đậu que, đậu dạ, que. Dạ thưa anh, nhưng mà cơm chiên Dương Châu có hai loại anh, cơm chiên Dương Châu nhão và khô. Nếu mà anh răng thiệt thì anh nên ăn khô, còn nếu mà anh răng giả thì anh nên nhão, là bởi vì sao? Là cái hộp cơm rất là cứng nhiều khi anh răng giả. Có cái gì tôi ăn cái đó. Vô lấy dĩa cơm Dương Châu ra tôi nhão ăn tôi đi liền. Tôi năn nỉ mấy người cho tôi ăn. Dạ thưa anh, là cơm chiên Dương Châu là có lạp xưởng, trăm bông, xúc xích với chả lụa. Dạ anh ăn món gì ạ? Cơm chiên Dương Châu thường của người Dương Châu nấu, không có khỏi bỏ dăm bông, khỏi thì bỏ đó, đó đó phải có dăm bông xúc xích chả lụa thì mới gọi là Dương Châu. Bỏ vô. Dạ bỏ vô. Bỏ vô. Dạ nhưng mà em góp ý anh quán em á lúc này ế lắm, thành ra những thức ăn nó không có tươi. Dạ nó không có tươi, thành ra nó hơi bị nó hơi bị mùi. Ông không mệt đây. Không không để tao. Không phải mùi. Mày hiểu không? Tại vì đó nãy em cũng tư vấn đi chặn về cái chị chửi em bởi vì nhưng mà giờ cuối cùng đi là thế anh cứ này nãy giờ do hả? Mày để tao nói chuyện khách. Không phải từ nãy giờ. Mày biết cái gì mày nói vậy? Cái vấn đề là từ nãy anh hỏi em đi chặn thì em cũng trả lời giống như vậy. Dạ thôi dẹp. Hả? Quan này nên dẹp đi. Dạ không à, bây giờ anh bình tĩnh anh ngồi xuống. Dạ bây giờ không ăn cơm chiên Dương Châu nữa, ăn cơm chiên cá mặn đi anh. Cá tươi em ướp muối bữa giờ thành con cá mặn rồi anh, được không? À, nếu mà ăn cơm chiên Dương Châu phải có canh cho anh à. Đúng rồi, bây giờ canh đi. Dạ canh nha anh, thôi bây giờ vậy đi. Dạ bà xà lách cho con ăn cái gì, con ăn cái đó. Dạ, canh. Ăn cái gì, ăn cái đó. Canh có hai loại, xà lách và xà lách son. Nhưng mà anh thấy dạ. Mày tư vấn cái đồ. Mày tư vấn cái gì? Mày tư vấn mày biết gì vậy? Mày mở ra tao ăn được. Người ta ăn cơm chiên cá mặn là người ta phải ăn xà lách và xà lách son. Xà lách son cái gì chứ, nói sai là cái xà lách với xà lách thôi. Không ăn xà lách, xà lách mày ăn. Cái xà lách là nấu. Bây giờ tôi không có ăn. Cái nhà hàng này, cái quán này là quay quần quán hay là quậy quần chúng? Khách vô ăn có dĩa cơm mà nãy giờ không có dĩa cơm. Cái quán này từ đây tới cuối đời mà có một người khách nào vô ăn á, tôi còn mấy người luôn á. Không ăn nghĩ sao biết vấn đề là tại vì không phải. Không phải tại vì nó. Em hỏi anh nè, bây giờ xà lách là xà lách, còn xà lách son là xà lách son, làm gì có chữ xà lách sợ. Tao không cho mình phát âm đúng hay sai mà là ở quán là chỉ hai loại cây thôi. Xà lách là sao? Xà lách là sao? Xà lách khác mà xà lách son là khác. Ủa mày nói vậy là sai, tao không đồng ý với mày. Tao đâu mà tao đã làm cái chữ xà lách thì cái chữ xà lách là khác xà lách. Ủa khách đâu? Ủa rồi rồi. Ủa đâu rồi? Đi đâu bộ đâu em? Nguyên khách. Khách ơi. Khách ơi. Anh cho ăn mặc một cái áo nữa anh ơi. Cho mày luôn. Mày đuổi khách đi như vậy. Mày thấy khách đi rồi chưa? Không phải khách đi là tại chị chứ mà là tại mày. Là tại mày không phải cái chữ. Chị phải làm rõ cái chữ này. Tại sao chị tự là mày phải làm rõ là cái tao phải sao? Không phải vấn đề làm đó. Xà lách con hay xà lách gì đó. Nó là khác. Không có gì khác cho. Cái này xà lách là mấy cái cải xà lách. Nó trộn vào giám.
Ngoài những cái chương trình thời trang ra thì em cũng rất là quan tâm những cái chương trình mà mang tính chất là gọi là truyền hình thực tế đó quý vị. Thì sau đây là em xin mời được toàn thể quý vị và các bạn sẽ đến với một trong những cái chương trình mà gọi là hot nhất là năm qua đó quý vị. Thì xin thưa với gọi quý vị là cái chương trình của em là quý vị biết là em đã dẫn chương trình cặp đôi hoàn hảo không? Quý vị biết không quý vị? Quý vị biết em dẫn chương trình thực tế của bước nhảy đúng không quý vị? Quý vị biết em nhảy dẫn chương trình The Voice Kids đúng không quý vị? Dạ bữa nay em tổ chức chương trình The Voice Cúc. Yeah. The Voice Cúc là dành cho những em nhỏ nhắn thân hình như chim cúc. Và bây giờ chương trình The Voice Cúc bắt đầu. Giới thiệu thí sinh nhà cửa xa xôi từ miền xa xin thi trước, rất là ham học, rất là mê âm nhạc. Xin giới thiệu thí sinh Mr. Bell. Chào các một tràng pháo tay cho thí sinh Mr. Bell của quý vị. Hả? Trời ơi. Hình như con bị Mr. Bell xin kính chào quý vị, cô bác, anh chị, các bạn trẻ và các bạn nhỏ kính mến. Cái thương rồi. Ê. What's up baby? Chú nè. Biết chú hả? Coi chú trên truyền hình hoài, bữa nay mới gặp chú đó. Biết chú hả? Con đăng ký lâu lắm rồi, bữa nay con mới được lên thi nè. Biết chú. Chú hả? Mà. Là ai? Hỏi hoài chú chứ ai. Con dạ. Biết chú mà. Biết rồi, thì chú là ai nói nghe coi nè, chú là ai? Mệt quá, hỏi hoài. Con biết chú. Chú làm chương trình The Voice Kids đó. Biết rồi thì đó, nhưng mà chú thì chú chấm cho con Phương Mỹ Chi á. Đúng rồi, thì biết chú là ai? Là như con không biết vậy. Trời, có sáng luôn thiệt á, là nổi điên. Bây giờ chú hỏi lại một lần cuối, con có biết chú là ai hay không? Chú tên Thành. Đó, phải như vậy đó. Không bây giờ nói luôn được cái lót là hay nè. Tên cái gì nè? Hả? Tên lót là tên gì? Thì chú là tên Thành đó. Con biết mà. Con biết chữ lót với cái chữ chót không? Lót chữ đầu á hả? Biết sao không biết. Tên gì? Không hoài. Làm như người ta ngu lắm. Thôi bỏ đi ha. Mình bỏ qua cái giai đoạn. Chú đổ chứ. Con hả? Chú tưởng con còn nhỏ. Con không biết chú là ai hả? Biết chú bộ. Chú Thành. Chú là chú Thành. Mình Thành hay Thành? Chú Thành á. Nó nửa Thành nửa Thành. Bây giờ cô nói là Thành hay Thành? Thành chú. Cái tên đầu của chú con biết luôn nè. Tên gì? Nói chú đừng có khen con nha. Con nói chú thưởng con nghe. Tên gì nè? Chú Thủ Thành. Là như không biết vậy. Đố hoài. Sợ rồi. Mặt xanh lè. Thôi Trấn Thành. Trấn Thành. Mệt quá. Trấn Thành. Thủ với Trấn cũng thứ một hả? Bắt lộn bất hải hoài. Em con thi mà nó trả treo bắt nít hoài. Rồi thì... rồi con nói là đúng hết được dạ. Chưa? Cái nho ông bà xưa ta kêu Trấn là thủ đó. Rồi bây giờ là ở dưới quê lên đây phải không? Dạ con nghe chương trình chú thông báo chú gửi điện về nhà đó là con lên liền. Đúng con đi 7 ngày rồi mới tới. Trời đi gì mà dữ vậy? Đi bằng xe hả? Không có. Đi bằng gì? Ghe. Trời quê con ở miền sông nước. Trời sâu quê, lắm. Quê con ở đâu? Cuối cùng ở dưới kia. Quê con ở đâu? Chú hỏi anh chi? Không phải biết cái lý lịch của thí sinh chứ con quê con ở đâu nè? Chú biết Bạc Liêu không? Biết. Biết. Quê con ở Cà Mau. Sao nói luôn đi vòng vô Bạc Liêu chi vậy trời? Thì đi Bạc Liêu mới tới Cà Mau. Thì vòng vô Cà Mau luôn đi. Thì thôi con nói vậy chú biết được rồi. Rồi con ở Cà Mau rồi ba má con ở đâu? Cà Ná. Sao kỳ vậy con ở Cà Mau sao ba má lại ở Cà Ná? Chú mới kỳ á thì ba má con sanh con ở Cà Mau thì ba má con ở Cà Mau chứ. Chú hỏi vậy chi để cho con nói Cà Ná. Nó bắt bẻ mà nó giận họng con ghê lắm á. Chú mới nhiều chuyện á. Nó dần lân thì nó nói luôn Cà Mau đi, nó còn móc mình Cà Ná nữa hả? Con còn nhỏ tuổi con không biết thì chú hỏi gì cho nó gọn gọn đi. Biết rồi. Và Cà Ná với Cà Mau phải không? Là ba má là Cà Mau, con Cà Mau phải không? Đúng. Và Cà Mau phải không? Cà Mau. Rồi. Lớn hơn nhiều tuổi? Hai. Mặt này hai tuổi. Mày hai. Nói bao nhiêu tuổi hả? Ba. Thời nãy 12:03. Bốn. Không có tập đọc nghe, mấy tuổi? 14. 4 hay 14? 10, 14. Con lớn hơn Mỹ Chi.
Trời đất ơi, gần hết cái tuổi cuối cùng mà tham gia năm sau là ngưng thi rồi đó nghe. Con với Mỹ Chi là bà con á, Phương Mỹ Chi á. Biết hả? Dạ. Phải không? Bà con. Ủa vậy hả? Dạ. Ủa quan hệ sao? Ông nội của con Chi với ông ngoại con hồi xưa ăn bún riêu chung. Gần lắm. Rồi sao thân vậy? Thì hai người ăn chung mỗi ngày đó, thân rồi kết nghĩa với dòng họ luôn. Ồ vậy hả? Dạ mà chia tay rồi. Giờ con với gia đình Chi không có thân như hồi xưa nữa. Sao vậy? Ông nội con lấy mắm tôm trội vô mặt con ngoại con Chi. Cái gì ăn uống thôi, đừng cho luyện cho mặt nó có thú gì cả. Biết ai không hồi xưa, con biết nghe kể lại không? Rồi thôi bây giờ thì con có quen Mỹ Chi, con có cái gì dính líu tới Mỹ Chi không? Thì con bà con thôi, con là con có họ đó, hồi xưa ông ngoại con là... Ủa họ Phương luôn hả? Đặt con họ Phương luôn, cái xã con là họ Phương Mỹ nhiều lắm. Vậy thì cái tên thiệt của con là tên gì nè? Phương Mỹ Chu. Phương Mỹ Chu à? Dạ. Nghe cũng được quá ha. Rồi dạ. Rồi bây giờ thi môn gì cho chú nghe coi. Dạ. Thưa tên là Phương Mỹ Chu nha. Chú mai mốt chú giới thiệu con trong chương trình là Phương Mỹ Chu. Còn hồi nãy chú giới thiệu Mr. Bell, không phải tên của con đâu. Cái đó là tên Facebook. Nó 14 tuổi mà nó tên Facebook nữa. Rồi nói đi con. Dạ. Dạ môn đầu tiên thi cái gì vậy chú? Sao con thi chứ ai, chú ai biết được. Vậy bây giờ vòng đầu tiên là chú muốn cái gì? Nhảy được không? Cái gì cũng được, ở dưới quê nhảy hoài. Nhảy phải không? Rồi kéo kéo mở 500 bạc nhạc đem cho em nó nhảy. Nhạc tự do hả? Tự do. Đó. Gì vậy? Rồi. Bị gì vậy? Rồi con sao bị gì? Làm gì giật dữ vậy con? Có sao không? Cái gì vậy? Con. Chú có giỡn nghe có sao không vậy? Con. Chúng ta sao nó uống rồi. Con. Sao nó càng nhảy càng quéo vậy? Con. Sao vậy? Mày tắt nhạc đi. Tắt. Trời ơi, nó như cô cản đường Hugo vậy trời. Chú Thành cứu con. Gì vậy? Bị gì vậy? Giật bẻ. Trời ơi, mày búa cho giữ con mà giật bẻ. Dịnh lại đi. Trời. Chú ác quá. À. Trời ơi. Cho nhạc nhẹ nhẹ thôi chú. Nhạc tự do chú cho nhạc gì là lăn xích sao nhảy nổi. Chứ con dừng, con giật dữ vậy. Mai mốt cho nhạc im dịu đi, con nít mà. Trời ơi, bây giờ im dịu nè. Mệt ghê đó. Bây giờ nhảy là thấy trất quất rồi. Mệt quá. Quê với Cà Mau đúng không? Dạ. Là gần ở chỗ của nhạc sĩ Cao Văn Lầu đó bên Bạc Liêu. Bác Lầu hồi xưa nổi tiếng đó, về ca cổ lắm đó. Thì đó, có biết ca giọng cổ không ca chú nghe? Đó là quê hương con mà. Ca bà về quê Cà Mau đi cứ. Tỉnh khác được không? À. Thôi ca Cà Mau. Sao mình Cà Mau mình ca tỉnh mình ca tỉnh. Rồi, rồi chú là MC giám khảo mà. Chú kêu con hát gì? Con hát cái đó. Con ca bài nói về quê hương Cà Mau của con. Cà Mau của con. Là cuối cùng đất nước. Không cần giới thiệu địa lý đâu con. Vậy hả? Mình ca luôn đi. Ai biết chú, con muốn kể kể luôn. Cà Mau ngay quê con là nổi tiếng dùng có lát làm chiếu. Làm chiếu á, lấy cọng lát làm chiếu. Trời đất ơi, nó nói từ kia có lát, ta tưởng người ta bị lát thì nó nói phải vô vấn đề. Con, rồi làm chiếu thì ở dưới Cà Mau có bài nổi tiếng nhất từ trước đến nay. Là bài ai gì? Có biết bài đó? Tình anh bán chiếu. Ờ đó vậy được á. Rồi ra chứ nghe thử. Dạ. Xin gửi đến quý vị khán giả, ban giám khảo, bài hát Tình anh bán chiếu. Ghe chiếu Cà Mau cắm sào trên bờ kinh ngã. Bảy cô gái năm xưa chẳng thấy ra chào. Thôi bỏ đi hả? Bỏ đi, bỏ đi, bỏ liền luôn đi. Trời ơi. Sao chú? Người ta là nghe cắm sào bên gờ kênh ngã bảy. Rồi cô gái năm xưa mới chẳng thấy ra chào. Nó tới cái ngã nó cho ta đậu luôn ngay bùng binh, nó không cho đi. Rồi bảy con mẹ phóng nó cùng một lúc. Làm sao vậy? Con Đức Hơi. Đức Hơi thì đừng có ca cổ. Ai biết nãy mình ca cái môn gì hợp với cái hơi mình đi. Môn thì chứ người ta nhỏ, còn nhỏ thì tới đó bị đứt hơi. Mai mốt ca lại dòng kinh ngã bài. Ờ dễ thôi. Vậy đi. Nghe bây giờ chuyển qua dân ca đi cho nữa nó nữa hả? Dân ca nó hợp với con hơn. Dân ca hả? Biết ca nhạc dân ca không? Biết, cái đó cũng biết lắm. Ca bài về quê mình luôn đi. Dạ xin gửi đến quý vị giả, ban giám khảo với chú Trấn Thành. Con xin hát bài Áo mới Cà Mau. Ê hey, không được.
Bài đó Mỹ Chi hát rồi. Sao vậy? Sao chú cho nó hát trước con? Vô duyên nhạc của ta thì ta hát thì... Con lên con thi chú chừa bài đó cho con chứ. Có lẽ nghe nhạc của ta chứ không phải của nó đâu trời. Nhỏ này chuyên môn ha, đi trước là giành bài hả? Con bài một ở dưới quê con với nó hát chung mà nó đi thi là nó lên trước là nó ca bài đó hả? Rồi bây giờ có ca không? Đổi bài khác đi. Rồi đổi bài khác. Con cũng phải ca bài đó. Ca bài khác đi. Ông mới Cà Mau. Mau nữa hả? Nó ca rồi ca gì nữa? Con ca trên nhà, nền nhạc đó, con sửa lời. Ai viết? Đi trên ghe con viết luôn. À, về ai? Gia đình con nói nặng nói nhẹ con quá. Trong lúc đi con buồn bực, con viết luôn bài hát, nói vậy con. Gia đình gì nói nặng nói nhẹ nói, trời đừng nói cho chị ca nghe. Xong rồi mới biết. Rồi, rồi, bài gì, tên gì? Hôi lắm thằng Beo. Nghe cái tên thôi thấy nặng mùi rồi đó. Coi ca đi con, ca thử chú nghe coi làm sao. Dạ xin quý vị khán giả và ban giám khảo và dạ, chiếu chứng thành, con chuẩn bị con hát bài dựa trên nền nhạc Áo Mới Cà Mau. Rồi. Con hát bài Hôi Lắm Thằng Beo. À. Ca đi con. Chú biết bài đó không? Dạ biết. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam. Chính xác. Bắt đầu. À. Bài 2 của con. À. Nghe nói thằng Beo hôi lắm, nó tắm rồi nó vẫn còn hôi. Thằng Beo hả? Thằng Beo ngồi đâu hôi đó? Chết cha, nó lên tới cái đẳng cấp đó rồi hả? Mà nó đứng nó hôi cả người. Người ta đánh luôn đấy. Nguyên cái bài nó bốc mùi từ đầu tới đuôi hả? Trời ơi, con lớn rồi, 14 tuổi rồi, sao không tắm rửa sạch sẽ để nó hôi, nó thúi từ đầu tới đuôi vậy? Tại đi trên ghe 7 ngày, không có tắm. Gia đình nói mày tắm đi, mày không tắm hôi lắm, con thì... buồn, con viết bài đó. Kệ nó đi, cái chuyện mình viết cái nhạc của mình viết, muốn viết gì mình viết. Vậy giờ chú muốn làm sao? Chữ thơm đâu, nó cùng dần bỏ nó vô. Khó đi tắm quá. Cho nó thơm. Rồi, khó quá. Ca lỡ nè. Tới đâu rồi? Mà nó đứng nó hôi cả người. Mai mốt thằng Beo nó tắm. Đó, phải được không? Con đích là phải tắm nè. Đó, bắt đầu được rồi đó. Tiếp con. Nhưng tắm rồi nó vẫn còn hôi. Dù cho thằng Beo có tắm, người thằng Beo cũng thôi như thường. Giơ tay rồi. Đậu rồi. Rồi đậu. Ừ vô. Lãnh giải. Lãnh gì chú? Cơm hộp. Hả? Ăn cơm hộp hả? Cơm hộp thôi chứ ca vậy ăn cơm hộp đâu chúng ta. Cảm ơn chú Thành. Ừ. Con cho lãnh giải hộp xuống ghe cho ba má con với gia đình con ở dưới nghe. Ba má nữa hả? Dạ ở dưới ghe. Rồi thì cho ba má với con mỗi người ba hộp rồi. Đi. Không có phần của con đi theo nữa, một xà lan lận. Cảm ơn chú Thành, cảm ơn, để con vô lãnh con. Dạ chào quý khán giả, chào ban giám khảo. Chào em đậu rồi, chào ban giám khảo. Em con vô ngay chú Thành. Nó ca có một bài mà nó cho một xà lan người ăn. Trời ơi, vô tiền phát tiền, phát sản, tuyên bố, ngoái. Con cảm ơn chú Thành, cảm ơn chú Thành. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, cái gì vô? Trời ơi, cái gì vậy? Dạo này tôi cũng chuyển qua buôn bán, kinh doanh chút để kiếm thêm tiền. Trong những mặt hàng thường thường tôi bán là tôi bán các loại dầu ăn. Tôi bán rất nhiều loại dầu ăn của nhiều hãng khác nhau. Nhưng từ lúc tôi biết được dầu ăn Mezan, tôi lập tức tôi ngưng mua những cái dầu hãng khác. Mà chỉ bán độc nhất dầu ăn Mezan. Dầu ăn Mezan này tại sao? Tại vì rất là tốt cho sức khỏe của mọi người. Dầu ăn rất là cao cấp, gồm có dầu thực vật, dầu đậu nành, dầu mè thơm, rất tốt cho sức khỏe. Quý vị chắc không tin lời tôi nói chứ gì. Nếu quý vị không tin, quý vị cứ thử đi. Mua dầu Mezan về, có Mezan nấu mê ngay. Bây giờ để cho mừng cái kinh doanh tôi càng ngày càng phát đạt, quý vị có thể cùng tôi hát một bài hát thật là sống động bằng cách ủng hộ, vỗ tay đều với tôi nha. 2, 3 đều, go, go.
biên cương lá rơi thu hạ em ơi, đường dài mịt mùng anh không đến nơi. Mây nước buồn cơn lứa binh, hết cây truyền chung tình, khóc than riêng em một mình. Ở bên người ấy em sẽ không buồn đâu, ở bên cạnh tôi em sẽ đâu tựa lừa. Trời đất ơi, cái thằng cha chính lùng là từ ngày tôi mở quán là chả dọn nhà kế nhà tôi, ngày nào cũng hát ba cái nhạc sầu lao thế trời ơi. Nè chính lùng, tôi ngày nào tôi cũng chửi ông, không có lỗ tai ông nghe hả? Tao có cả hai tai nhưng mà tao giả bộ không nghe mày. Ông hát gì mà nghe được không chính? Ông hát gì hàng xóm nào chịu nổi hả? Chắc tôi phải dọn ở chỗ khác quá. Chỉ còn gần nhau một giây nữa thôi, một giây nữa thôi là hai giây rồi. Đó. Hát gì mà nghe được? Ông bước qua đây, bước qua đây nói chuyện với tôi. Qua đây. Gì mà chửi tôi hoài vậy? Trời ơi, gì? Nhìn gì? Sao? Hình ông hả? Đừng có giỡn. Mặt ta đẹp quá mà. Mặt này trời ơi. Nè, bỏ qua, đừng có đụng vô cái đồ làm ăn của tôi nghe chưa? Ôi à, nãy giờ nghe đứng nói chuyện dầu thơm gì á hả? Dầu ăn cái dầu thơm gì? À, ai biết đâu. Tào lao. Nè, sao tại ngay? Đúng không ạ? Gì vậy? Trời đất ơi. Nè, thấy nói đúng không? Gặp cái là thấy chướng rồi. Chướng không gì? Ăn mặc kỳ cục vậy hả? Ừ. Bằng quần tây, bỏ áo vô quần đàng hoàng. Quần thì săn lên vậy hả? Hả? Còn cái quần là kéo cao tới vú. Giỡn hả? Sao mắc cười quá? Mắc cười gì? Mỗi người một phong cách thời trang. Sao? Nè, ăn mặc vậy chứ ra đường ai gặp cũng kêu ô, fashionista. Ông coi lại mình đi nha. Tôi sao? Nói người khác là phải nhìn lại mình. Sao? Không có ông già nào sắp chết mà mặt hồng cánh sen. Bóng muộn màng hả? Nè nè nè, tôi không có giỡn với ông nha. Tại sao ngày nào cũng hát ba cái nhạc tào lao ở nhà tôi chứ? Nhạc gì nhạc tào lao? Hả? Cái nhạc của ông hát á là nghe không có chiều sâu, hiểu chưa? Hát sao là nó sâu, xuống dưới hát cho nó sâu hả? Mỗi người một phong cách nhạc khác nhau. Mỗi người một thể loại, mình già nhưng mà tâm hồn mình trẻ trung. Mình hát nhạc trẻ cho chi? Cho nó phơi phới nữa, nó trẻ trung, cho nó mơ mởn. Già mà hát nhạc già riết ở mặt chảy xệ, không? Y, sao trùng hợp vậy? Nè, không có giỡn nha. Hát như tôi á là phải hát những cái bài hát. Hát lên ai cũng biết. Võ Đông Sơn Bạch Thu Hà, Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài, chuyện tình Lan Dạ Điệp, những cuộc tình bất hủ, hát lên ai nghe đều biết. Võ Đông Sơn Bạch Thu Hà giờ cũng chia tay. Sao? Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài giờ cũng chia tay. À. Lan Dạ Điệp giờ cũng đi tu. À. Chỉ có nhà của tôi. Sáng sáng uống cà phê, tối tối uống cà phê, gặp nhau cả ngày. Trời ơi, còn vỗ tay chồng. Không được, ông đường nước làm lên. Nè nè, tôi nói cho ông biết, sẵn ông bước qua nhà tôi bữa nay nha, tôi sẽ cho ông biết thế nào là nhạc có chiều sâu. Được chưa? Đứng yên đó. Làm gì vậy? Đây. Chiều sâu gì? Nó chuẩn bị đầy đủ hết trơn rồi đó. Ừ. Gì vậy? Đứng đó là biết. Hay chưa? Già mà chướng. Cái gì chướng? Đang nói chuyện tự nhiên xách nhạc cụ ra. Sao? Khè thiên hạ. Có khè gì? Mắc mớ gì đang nói chuyện xách cái đàn piano ra đây. Trời ơi, cái này mà ông kêu là piano hả ông Chính? Chứ vậy. Mắt ông để đâu vậy Chính? Thấy chưa? Hả? Mới nói một chớp là dính. Sao? Piano là nó nằm đằng kia, người ta ngồi đây nè. Ờ. Người ta gõ xuống là piano. Ờ. Cái này là violon. Cái này là đời mới nghe. Còn đời cũ là nó có cái cây cà 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 vô đây nữa. Trời ơi, yếu mà ra gió núp trong xó cho đỡ xui. Đúng rồi, nấp trong gió. Được rồi, ông cứ đứng yên đó nha, để nghe cái nhạc của tôi có chiều sâu là như thế nào. Nhạc gì vậy? Già móc dữ hơn. Ngày nào cũng móc mà. Chà, già mà ngày nào cũng còn sức móc hơn. Nè. Ông phải nói cho đàng hoàng. Ông phải nói là ngày nào tôi cũng móc đàn guitar nha. Ông nói ông ngưng ngang vậy ta hiểu lầm. Thì ý tôi là ngày nào ông cũng móc guitar. Chứ giờ ông già rồi không móc cái gì. Không lẽ móc ống cống. Thôi im đi. Nghe tôi hát nhạc có chiều sâu nè. Hát đi rồi phân tích cho hiểu nha.
làm đêm đã buông dần, đèn hiu hắt phố quanh, nhớ em anh muốn thét lên. Hát cái nhạc vi phạm pháp luật. Nhạc gì mà vi phạm pháp luật? Ban đêm người ta nhớ nhau, người ta lên Facebook, người ta lên WeChat, thấy không? Người ta lên điện thoại, người ta nhắn tin cho nhau. Nghĩ sao ban đêm đèn hiu hắt cô quạnh, nhớ em anh thét lên trong đêm dài, cho cô ăn phường, ập vô bắt lên phường hả? Vi phạm pháp luật. Ông Chính ơi, cái này là tôi chỉ nghĩ thôi, chứ tôi đâu có phải tôi thét lên giữa đêm dài đâu. Nghĩ là đã phạm pháp ở trong suy nghĩ chưa? Ban đêm người ta nhớ nhau, người ta lên Viber nè, WeChat nè, Yahoo nè. Zalo nè. Zalo mà kêu Zalo. Ta nhắn tin cho nhau, nghĩ sao thét lên trong đêm dài. Con phường ập vô bắt lên phường, rồi đóng 300 ngàn tiền ngu. Đóng xong bị chửi nó, ôi, vết bun, vết bun. Là gì? Ngu như bò. Vết bun mà ngu như bò. Trình độ. Vết bun là bà hút, bà hút. Thôi được rồi. Nó con bò là nó hút à? À, ông nói hay quá. Nhớ ông hát cái đoạn này, ông hát sao? Trước khi hát là phải phân tích âm nhạc là gì. Sao? Mình phải hiểu nó. Mình phải hiểu nó, mình mới đem cái cảm xúc đó mình truyền vô trong lòng mình, mới truyền cho khán giả được, hiểu không? Cha này chắc chắn bị trĩ. Nói chuyện là cảm xúc truyền. Ông làm gì vậy? Ông làm gì vậy? Sao lá tôi? Nói chuyện không có văn hóa. Sao? Mình nói chuyện phải cho có tính thẩm mỹ. Cuộc sống là phải có tính thẩm mỹ xung quanh. Nói cho nó nhẹ nhàng, ví dụ cũng một câu nói mà mình nói cái nó tinh tế liền. Cha này hình như chả dư cục thịt. Tinh tế liền. Tinh tế con khỉ. Ông nói nghe còn gớm hơn tôi. Ông ơi, tào lao. Bà nghĩ gì mà bà cười ha hả vậy bà nội? Thôi ông đừng có nói nhiều đi ông. Con người tôi nó nhiều thịt, thấy không? Móc. Hát là phải hiểu âm nhạc trước. Hiểu cái không gian và thời gian xảy ra cuộc tình đó. Hiểu rồi. Nha. Rồi. Móc. Gì vậy? Tôi chuẩn bị hát mà bà khịa sao bà hát? Sao? Cái gì? Bà khinh bỉ, chuẩn bị hát. Hàng xóm mong thiệt kỳ quá. Thằng lắm nha. Móc. Thằng lắm á, đừng giỡn. Biết rồi. Móc đi, móc đi, bắt chấp hết. Rồi. Màn đêm đã. Màn đêm là nó phải rùng rợn. Biết rồi. Hát phải hiểu. Hiểu, hiểu. Hát phải hiểu. Đèn hiu hắt. Cô hồn. Cái gì vậy? Quạnh. Nhớ em. Bậy rồi. Bậy gì? Lớn rồi. Trưởng thành hết rồi. Sao? Chơi cú quăng bom rồi chui xuống hầm vậy. Vô duyên. Mới nghe, tôi mới nghe tiếng bom. Thôi đừng có xạo ông ơi, tôi thấy ông thấy ghét của tôi vuốt xị cái đờn. Cái đờn nó keo quá hả? Hả? Chà. Cây đờn 2D ha. 2D gì? Vừa có âm thanh vừa có mùi. Ghê. Ngày mai qua nhà cho mượn cây đờn 3D. Là gì? Vừa có âm thanh, vừa có mùi, vừa có hiện vật. Vô gì? Hát thì giỡn hoài. Móc. Ừ. Màn đêm đã buông dần, đèn hiu hắt. Cô
hẹn. Anh thút thít. Cái gì có thút thít trong này đó cha nội? Nó đang tình cảm nó thút thít là sao? Thì ban đêm nhớ nhau thút thít chứ mà lẽ thét là công an phường ập vô sao? Ôi, thét nhẹ rồi nó vẫn sửa lời. Bà bỏ đi, bỏ cái loại này đi. Bây giờ tôi chuyển qua cái loại khác, nhẹ nhàng tình cảm mà không thiếu phần này. Nhạc rumba tử tình. Ba má gì cũng chơi hết. Thôi em hãy đi về, vĩnh biệt kể từ đây. Thôi nín đi. Sao? Nín nghỉ. Sao ông nghỉ hoài vậy? Hát nhạc mà nó không phù hợp với thực tế. Sao không thực tế? Âm nhạc là nó phải gắn liền với đời sống của loài người. Ông hát nhạc loài gì đâu mà. Loài gì? Sao? Thời buổi bây giờ hết yêu nhau. Ok, là phải nói như thế này. Em còn yêu anh không? Hết với anh. Anh còn yêu em không? Hết với em. Ok, em về đi. Anh không đòi quà. Xong. Trời đất ơi. Làm như cái chuyện mà thôi em hãy đi quê, quýnh biệt kề từ đây. Hát xong bài đó là con nhỏ về tới Hà Nội rồi. Thôi được rồi. Ông muốn cái loại mà hát thì có thực tế thấy liền đúng không? Thực tế. Có liền. Em sẽ đi thư tình tôi đã viết. Em sẽ đi những gì anh đã trao. Em sẽ đi bôi xóa đi một đoạn tình, xô ngã đi một đoạn đời mình đã lỡ trao nhau. Em sẽ đi cái quần anh sẽ rách. Em không sẽ đâu, cái quần hô 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 vẫn còn nguyên hô hô hô. Em sẽ đi hô hô hô, sẽ thấy quần ở trong nó xanh lè. Cái gì vậy? Trời đất ơi, cái bài người ta đang tình cảm nhẹ nhàng. Ông đưa ba cái áo quần ông vô làm cái gì vậy? Ông chính hả? Ông giỡn hả? Không có tình yêu nào mà giả mang rợ gì hết. Sao? Làm như có yêu nhau mà khiến nhau nghèo nàn vậy. Sao? Em xé đi mà đưa nó xé hoài. Nó xé một lần là ồ bye bye anh về với mẹ anh liền. Tàn nhẫn trong tình cảm. Nè, tôi nói thiệt với anh nha. Ha. Hồi nãy giờ anh bước vào nhà tôi không hát cái bài nào mà cho đàng hoàng tử tế. Muốn đàng hoàng hả? Đấy. Mà tôi nói thiệt, ngồi ở không rồi ngồi nhậu cải biên những cái lời hát như anh đó, nó ảnh hưởng cả một cái thế hệ trẻ sau này. Ảnh hưởng gì? Con bà Tám. Bà Tám sao? Hôm qua tôi nghe nhà bà chơi, nó ra nó nói tôi: bác ơi, hôm bữa bác chính lùng bác chỉ con bài hát nhạc thiếu nhi ngộ lắm. Cái bài hát nó nói về con chim mà nó có dính chút người lớn. Tôi nghe tôi nghe tôi nói, ủa bài gì kỳ vậy con? Ông nghe nó hát nè. Có con chim dành khuyên đừng thích, con chim dành khuyên cái hẹn hò đi chơi ba tháng sau có bầu. Hát cái gì? Ông chỉ đó ra ra mới hát vậy chứ con nít tao mà biết bài đó. Gì? Vải. Cứng họng rồi phải không? Vải. Vải là gì? Hát cái nhạc gì tào lao vậy? Tào lao. Chim rồi ba tháng có bầu. Hát là phải hiểu nhạc, phải âm nhạc là phải đi đối với thực tế cuộc sống đang xảy ra. Sao? Móc. Có con chim vành khuyên mập, dáng trông thật vũ côn quá. Mặc thẹo đầu đinh, đánh chết cha xóm làng. Chim đập bát chào mau bầm tím, chim đập cô trơn ca bầm đen, chim đập chị sao nâu bầm dập. Có con chim vành khuyên mập, dáng trông thật vũ côn quá. Mập mập dê dê, giống như ông chỉ tài. Rồi cái gì? Ông đang hát tập mấy tập mặt. Nè nè nè. Ông chỉ tài ông về nào ông nội. Hả? Hả? Đừng hỏi, tiếng vỗ tay để nói lên tất cả. Lâu. Kìa, có người chỉ kìa. Đây, hãy cho thưởng thức bằng chứng. Người đàn ông không bao giờ dê. Đây, một dùi.
không bây giờ dễ tội dễ thương, ăn không được ngủ không được. Mỗi lần gặp là than hổm dài sao anh ăn không được ngủ không được. Vậy em xuống qua anh mấy giờ mới dậy? 9 giờ sáng. Ngủ thì mấy giờ? 6 giờ sáng hả? Không, 9 giờ tối hôm trước. Ăn được ngủ được nè, gặp gái là nhai luôn xương hả? Thôi cha, nó bậy bạ luôn nè. Sao tại sao ông qua nhà tôi hồi nãy giờ ông không hát bài nào đàng hoàng nghiêm chỉnh, hát bài nào đàng hoàng tử tế tôi nghe đi. Sao nãy giờ không yêu cầu? Rồi yêu cầu hát theo yêu cầu người hâm mộ. Rồi đừng có hâm dọa là nghỉ hát. Rồi. Tôi hát bài này mà Đàm Vĩnh Hưng còn kêu bằng ông nội mà. Rồi bài gì? Xì lo dốc móc. Rồi anh nói sẽ đưa em đi hết đoạn đường, mà sao không đưa được lại nhờ xe ôm. Cái gì vậy cha? Đưa có câu đầu đàng hoàng, có sao tàu lao. Như xe ôm là gì trong? Hay đưa không được thì nhờ người khác đưa 50k chứ mấy. Thôi hát đàng hoàng giùm tôi cái anh Chính nghe. Hát đàng hoàng là phải hát, hát quê hương chữ tình à. Bị sao? Bị nhạc quê hương chữ tình là cái nhạc nó đi vào lòng người rồi, nó vô trong máu rồi. Đúng. Đâu phải ai cũng hát được à. Hát là phải hiểu hai chữ quê hương à. Quê hương là gì? Là cái gì? Quê hương là chùm khế ngọt à. Trên đọt có trái khế chua à. Bắt đầu tào lao rồi đó. Hay đúng không? Cái cây khế nào cũng có trái chua trái ngọt. Cái ngọt 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 có lâu lọt chọt mấy trái chua à. Thôi được rồi, thôi khỏi giải thích, khỏi nói nữa. Hát móc nữa. Đang diễn tả cảm xúc một người đi xa quê hương về thấy quê hương thay đổi. Ồ, sao thay đổi quá vậy? Chết đi. Ồ, được rồi, tôi quên. Tôi hiểu lầm rồi, rồi ta làm lại đi. Làm tuột cảm xúc. Rồi, lại. Móc again. Có những tháng ngày anh đã lạc mất em trong cuộc đời, có những dĩ vãng đã đưa ta về những miền xa xôi ngày đó. Anh biết bây giờ anh không đến được với em, không phải vì anh không yêu em, không phải vì anh không nhớ em, mà bởi vì nhà anh nước ngập. Thì đang mùi mẫn đường nước ngập phải làm gì ông nội? Nhà đầm sen chiều cường lên ngập đi lắm. Bỏ đi. Anh không đến được với em, không phải vì anh không yêu em, không phải vì anh không nhớ em. Rất tiếc xe của anh đã bị công an giam. Cái gì chạy nổi? Anh không đến được với em, không phải vì anh không nhớ em, không phải vì anh không yêu em, mà bởi vì đó là định mệnh. Em dấu yêu ơi, anh đang quay về một năm xa vắng. Anh sẽ đưa em đi tìm một giấc mơ buồn. 10 năm đợi chờ phải không em? 10 năm hẹn hò chiều trong tim. Ta sẽ bên nhau, ta dắt nhau đi về chốn thiên đường. Bóng chiều ngã trên lưng đồi có non. Bóng chiều ngã trên lưng đồi có non. Và đây là dòng sóng xanh tim bim bên ly nương dâu ngả nghiêng hàng dừa. Và đây là dòng sóng xanh tim bim. Ta sẽ yêu nhau, ta sẽ bên nhau như ngày âu thơ. Hay.
Công nhận anh hát cái này rất hay, biết kết hợp đông tây rồi hòa hợp tôi thích. Nhất là có đoạn chót là nhưng ngày âu thơ hốt bạc. Đấy. Hay hay hay. 3 tháng trời. Nhìn đơn giản như 3 tháng trời. Dữ vậy. Hồi xưa đó, trước 3 tháng á là cứ như ngày âu thơ là hốt hạt cái đùi không. À. Hồi xưa là cứ Thủ Đức Bình Thạnh, Thủ Đức Bình Thạnh, 3 tháng sau vô tới Sở Thú luôn. Có đợt vô bệnh viện luôn. Sao vậy? Hốt lố tai. Vô bác sĩ chửi quá trời. Sao? Trời ơi, cái gì bầm tím vậy? À. 3 tháng điều trị bác sĩ vô phòng chửi lần nữa. Đi về đi. Hỏi sao vậy bác sĩ? Nó đã chuyển sang màu hạt vậy. Không. Không ông. Ông gì? Có. Nè, hát cái loại này hay nè. Còn mấy cái bài mà mỗi ngày ông hát vọng vọng ở nhà tôi, mấy cái bài gì đó, cái nhạc gì hip hop gì đó, tôi không ưa. Đó là nhạc Lề Đường. Đường phố. Rồi có chữ đường là được rồi. Ừ. Lề Đường. Đó... À, hip hop là quan trọng là cái nhìn mấy đứa hip hop mình phải phân tích. Nhìn mình phân tích, hip hop là không bao giờ đứng im hát. Nãy giờ mình đứng im mình hát đúng không? Đúng rồi. Hip hop lúc nào cũng phải nhảy, nhoi nhoi vậy. Đi hip hop nó nhoi dữ lắm. Sao vậy? Mà cha. Có lý do hết á. Cha. Là nó nhảy nhảy giống như con kiến chui vô đâu đó. Mà khi con kiến mà chui vô là nó phải nhảy dữ. Nhảy. Con kiến sợ quá, hoảng loạn chạy. Gặp con kiến chúa sợ quá chạy ra. Thầu lao. Nhìn nè, nhìn mà đi hip hop á. Sao? Đứa nào hát nhạc hip hop mà nhảy vậy. À. Là con kiến hôi chui vô. Ồ. Bị con kiến hôi chui vô nó không có cắn. Nó hôi thôi. Nó chui vô gặp kiến chúa hôi quá nó sợ nó chui ra. Thấy không? Còn mấy thằng nào nhảy vậy? Là sao? Là con kiến lửa chui vô. Đặc biệt thấy thằng nào hip hop mà đứng im hát. Là gì? Con bò cạp chui vô. Bị con bò cạp chui vô mà mình nhoi là nó múc con kiến chúa liền. Thấy không? Nhiều vấn đề lắm. Ông kể dài dám đi học hip hop đâu rồi. Nhiều vấn đề lắm. Ôi đừng giỡn rồi. Đây nè, bây giờ đó, ông hát một cái bài nhạc hip hop đi. Rồi tôi phân tích cái hay cái dở chỗ nào cho ông nghe. Dạ, dạ. À, hip hop là nó phải có nó phải có giống như là cái không hiểu cái tiếng, cái kiểu nghĩa gì mà ngọt gì đó. Rồi. Tôi thử làm ha. Dạ. Bắt đầu. Vô. Bà nội cha nhà nước ngập đây gặp mưa phùn nữa. Mưa phùn gì? Phùn như rồng phùn mưa vậy cha. Thì ông muốn cái tiếng đó là phải vậy chứ sao ông nội? Ém lời. À ém. Gì mới có giới hạn chứ. Đó, vô. Nhanh lên, kịch tính, âm nhạc là phải có kịch tính. Ông khùng hả ông nội? Hát cái môi tôi luôn á. Ai biết đâu, thấy táp quá để cho táp. Bà nội cha nghệ sĩ mà táp như cá là hán táp thịt bò chứ. Táp. Hên, quăng cục nó muốn vô pạp hả gì vậy, dính cục nó muốn. Hán không hán thì nó làm hoài. Táp nó tế nhị, hiểu không? Tháp. Rồi. Vô. Táp. Đó. Em đi với anh thì cả thế giới này thuộc về em. Em muốn gì thì anh cũng có, em muốn cái gì anh cho cái đó. Em muốn du lịch sang Mỹ, anh sẽ cho phi cơ tới rước. Em muốn gặp Trần Quang Hy, anh sẽ cho em gặp Minh Nhí. Gì ông nội? Cái gì Minh Nhí cho mày đó? Hả? Chứ ông kia ông ở xa quá. Ông Minh Nhí tôi quen, ông ở đây nè. Không ơi, nãy giờ tôi nói thiệt, tôi đờn cho anh hát thiệt tình. Tôi hát cho anh nghe cũng thiệt tình, mà ông hát cho tôi không có thiệt tình. Đứng một chỗ hát mà là nhạc hip hop. Mỗi ngày tôi dán cửa sổ tôi nhìn tôi thấy ông nhâu như con dầu chứ ông không có đứng yên vậy đâu nha. Ông nhảy nhảy cái gì mà ông nhào lộn dữ dội lắm đó. Cái đó kêu bằng cái gì? Ke. Ke hả? Ke. Đâu ông ke đi. Vậy tôi mới chịu nha. Mập. Táp. Ôi,
kiểu vậy nội. Thấy táp tươi mới để cho táp. Thôi đừng có giỡn. Vô. Quá rồi. Tôi chưa té mà ông Uza hàng gì xui té luôn rồi. Hả? Đỡ lên cho. Đỡ. Ai? Đây, cái gì? Sao? Đang đạp con kiến chúa. Con kiến. Đứng dậy lên mình đi. Sao mấy ký không đạp? Đạp ngay chỗ có hai lạng mấy. Đi không nổi luôn á. Tôi vừa ông giỡn hoài. Nè nè. Có đau lắm không? Không sao đâu. Bữa sau xài dép lào cho nó láng ở dưới nha. Xài dép có gân luôn kìa. Nè, bữa nay anh qua nhà tôi. Nhà tôi cũng hiểu anh, là anh cũng hiểu tôi rồi. Mình hết giận nhau gây lộn rồi phải không? À. Nhà tôi với anh hát bài giao hữu được không? À. Ừ, bài thì ai anh cũng biết mà. Bài này mình có táp không? Hát bài kiến chúa đi. Thôi bỏ đi. Anh xin thề anh sẽ yêu mãi thôi, yêu em nồng say suốt đời. Anh number one, đẹp trai dễ thương. Gì vậy? Gì vậy? À, không có bầu mắc ói quá. Và con tim sao nè? Rất trung tình. Vô nè. Wow. Yo, ê, chấm được cái gì? Chấm được cái gì? Yo. Để mới vô đó. Anh xin thề anh sẽ yêu mãi thôi, yêu em nồng say suốt đời. Anh number one, đẹp trai dễ thương và con tim rất trung tình. Gặp nhau đêm nay mà dường như bao lâu, tình yêu đôi ta đã trao. Mình yêu nhau đi, đừng ngại chi em ơi, yêu anh nhé. Người anh yêu ơi, em có nghe trong tim, bao tiếng yêu vang lên, dành cho em. Người anh yêu ơi, bao đi xa xôi, em biết không em ơi, không biết đâu anh ơi. I love you. Người anh yêu ơi, em có nghe trong tim, bao tiếng yêu vang lên. I love you. I love you. Có mình tôi một có chống ai trơn trời á. Có con trai có râu cũng như không nè. Quét nhà đó. Trời ơi, thấy miệng cười tư rối ở trong bụng diễn đầu thúi ruột vậy đó. Từ ngày chồng tôi nó qua đời tới giờ để lại cho thằng con trai. Tôi mẹ ơi không biết mà tôi cưng nó cưng quá trời quá đất rồi giờ cưới vợ cho ẩm. Đó rồi giờ này đó, ẩm với chị đó còn ngủ để cho con già này ra đây quét nhà. Nó mới chị, tôi nói đời nó khổ vậy đó. Tao kêu ông dâu tôi ra coi nè. Châu à, Châu. Dạ. Ra má biểu coi con. Ra biểu coi nè. Má kêu con hả má? Ra đây coi con. Dạ. Trời đất ơi, chịu nổi đời. Trời ơi, chả vừa. Đang cuốn tóc.
từ ở chả giò mày chơi lắng o trên đầu con hết trơn trọi vậy con. Đẹp quá, dẫu má thấy cực quá. Ê, má hỏi nè. Dạ. Chồng con tư liệu đâu à? Ủa con không biết. Trời đất ơi, hồi tối giờ hai đứa bay. Tối anh có lên mùng ngủ. Ừ. Nhưng mà con ngủ dậy con không thấy anh đâu hết. Trời ông nội ơi, trời đất ơi, có chồng sao con không biết giữ chồng. Mà nghĩ sao tối hai giờ chồng ngủ chung mà sáng để cho đi mất tiêu là sao vậy? Con không biết nữa. Trời đất quỷ ơi, bây giờ gì nha. Bây giờ mà nói con nghe gì. Dạ. Tao cũng đà, tao cũng hồi hộp, tao cũng lo âu trong bụng. Dạ. Mà rồi mắt cũng không muốn nói ra. Thôi giờ con nói má mới nói nè nha. Dạ. Mày có thấy chồng mày lúc này nó kỳ lạ không? Ấy hình như là tối nó không ngủ mày. Nó rõ rãi tức làm gì lụt dưới bếp á. Má xuống má rình. Dạ, tao rình. Tao rình cái sao thấy nó mày biết không? Tao không biết nó làm cái giống gì không biết. Mà nồi niêu xôn chảo tao nó bể lén nó móp hết trơn. Tao còn chén nữa hả? Cứ bể rộn rãng gì đó. Ủa gì kỳ coi vậy má? Thì bởi gì? Anh má có... không biết nó làm giống gì nữa. Hỏi nó không nói. Má nói con mới biết á nha. Con mới nhớ ra đó nha. Sao? Lúc này anh kỳ lắm. Kỳ sao? Tối anh đi ngủ á, mà anh nằm anh cứ mở mắt anh nhìn trừng trừng lên vậy nè. Vậy hả? Cái lâu lâu cái anh nhìn qua con. Nhìn con? Có gì sao nữa? Ý anh muốn cái gì á má ơi? Tao xa vắng lâu dữ, giờ mày nói cho tự nhiên lòng tao nó rộn ràng. Trời ơi, tao lâu vợ đó chồng nằm gần nhau, nó ngó mông lung rồi xong nó nhìn mày. Tao ơi là mày hiểu nó muốn cái gì rồi thì mày làm ơn mày đáp ứng lại cho nó giùm tao đi. Ôi má, nó không có phải vậy đâu. Chứ không phải gì với lại giống gì. Anh nhìn mà con mắt anh kỳ lắm. Kỳ lắm hả? Xa xăm mà đâm chiêu lắm á. Vậy hả? Dạ. Ê hồi đó tía nó cũng nhìn tao vậy đó. Mày hãy nhìn cái là tao dính đầu nó đó. Vậy hả má? Thôi, giờ phải nó nhìn con vậy không? Dạ không phải, được vậy cũng mừng. Vậy chứ sao mày nói vậy sao mà tao cũng hồi hộp, tao cũng mau quá à. Mà anh nói với con á là hả, anh đi tập cái gì á mà sáng con không thấy mặt ảnh đâu hết á, đi từ sáng sớm cho tới trưa ở ngoài ruộng á má. À, nghĩa là con nghi nó có mèo mỡ gà đồng vậy. Dạ. Phải không? Cho nên nó bỏ nó đi vậy phải không? Dạ. Không có đâu. Trời ơi, tao đẻ nó, tao biết con tao, tao biết mà. Nó không có ai đâu, nó giống tía nó lắm á. Nó thương ai nữa, thương chết người đó thôi à. Nó thương con lắm á, không có vậy đâu. Thôi bây giờ vậy. Bây giờ con nói má nó cũng hồi hộp lo âu ha. Dạ. Thôi bây giờ để má kêu nó ra đây. Má hỏi coi con nó tính cái giống gì mà tối nó lục đục nó không ngủ mà mắt nó nhìn xa xăm ha. Má má, nhưng mà má nói ngọt ngọt, má dụ ảnh đừng có để cho ảnh làm cái gì ngắn như có lỗi với con nha má. Trời ơi, đâu có có đâu có. Dạ. Nè, để má kêu nó nghe. Dạ. Để tao lo. Trời ơi con. Dạ, tao. Dạ. Tao đẻ ra tao dạy được má. Dạ. Con coi nè nghe. Dạ. Bảo đảm kêu một tiếng một rồi nó xuất hiện liền. Để tao kêu. À, tư liệu ba hồn chánh vía mày đâu rồi, ra má biểu cái tư liệu. Ủa ba mẹ nó sao không thấy đằng nào trơn trời vậy con? Má kêu vậy sao ảnh ra? Phải không? Chồng của con biết. À. Để con kêu cho ảnh ra liền à. Ba mẹ ngon mày kêu ra. Ba mẹ kêu ra tao nghe cả nha. Ừ. Anh Tư. Ơi. À. Trời ơi. Anh. Mà đi sáng sớm qua sớm trên cũng không yên với hai mẹ con ở nhà không. Trời lo gì trơn, kêu riêng hoài. Anh làm gì đẹp trai quá, quá ngon. Chờ chút xíu. Quá ngon quá con. Anh đi được không? Đi. Trời em dẫn ơi, anh cái cầu khỉ này dưới quê mình đi hoài. Quá. Nhưng mà rất buồn. À. Dưới quê mình nó còn khổ quá. Ừ. Đi cầu khỉ kỳ này quyết định lên Sài Gòn. Ừ. Làm chuyện gì đó. Ừ. Kiếm chút đỉnh về xây cầu xi măng cho bà con. Quá dữ nghe. Xuống kỳ này đi à. Xuống. Con đi nghe. Từ 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 từ. Xuống sao? Gọi ra đây con ra đây. Cái gì mà kêu ghéo ôm sùm vậy trời. Quá. Tao kêu mày mày không ra chứ con vợ mình nó kêu một tiếng cái này ra liền. Kêu ghéo cái gì? Tôi đi tôi có làm gì đâu mà kêu ghéo tôi. Quay ra nhìn coi. Wow, trời đẹp trai quá quý. Đẹp trời đất ơi. Anh làm gì mà anh diện dữ vậy? Mà nhìn cái này thấy không? Quần đỏ sợi dây nịt màu xanh. Đó. Chơi là phải chơi tới bến vậy. Đúng đó. Rồi. Còn dưới mình mà. À. Dưới mình mà chơi vậy mới không đụng hàng. Wow. Chơi thường mấy thằng kia nó coi rẻ lắm. Đó.
Con. Dạ. Con đi đâu mà sáng cái con đi ra tú cả đầu ngoài đồng rồi con ăn mặc chỉnh tề con chuẩn bị làm như con sắp sửa con đi đâu hả con? Nói chung bữa nay á. Ừ à. Là mặc đồ giày biết rồi. Ừ. Chuẩn bị đi à. Đi hả? Ủa đi đâu con? Đi làm ăn lớn à. Rồi mày làm ăn lớn làm gì làm đâu? Đi Sài Gòn. Đi Sài Gòn hả? Trời ơi đi Sài Gòn lận cái má đi, xa lắm. Đi Sài Gòn con làm gì trên? Đi thi. Hả? Mà nói nghe. Mày đừng nói lớn, tao nghe tao cười. Vậy. Trời đất ơi, chữ nghĩa mày đầy lá mít à. Mày đọc được chữ quốc ngữ là ngon lắm rồi. Dạ. Đúng rồi. Học tới đâu rồi mày thi cử, mày thi chữ, thi cái gì? Ma với vợ con hiểu lầm rồi. Cái sao? Con đâu có lên Sài Gòn, con thi chữ. Nhưng mày thi vậy? Kỳ này đi làm ăn lớn mà lên trển thi chữ đâu có lại ai với lại lớn rồi. Đâu có thi chữ nữa được. Chứ con thi gì? Chương trình. Chương trình gì? Chương trình gì anh? Chương trình mà má với vợ con khoái đó. Chương trình mà đây nè, đây nè, đây nè, chương trình Việt Nam Good Talent. Trời, tao hiểu tao con mày đó, mày hiểu không? Mày vợ đó, mày hiểu không nha? Là cái gì? Chữ nghĩa dưới quê không gành chứ lên chảnh là sổ chơi à. Trời ơi, Good Talent là cái gì ba? Tiếng Việt là tìm kiếm tài năng. À. Tiếng Anh là Việt Nam Good Talent. Con với má thì coi chương trình gì vậy má? Kỳ này đi quốc cái kiếm mười mấy chai về chơi. À. Ê cái chương trình mà tối chủ nhật mẹ con mình ngồi dạ, coi dạ, đó đúng rồi không? Cái kỳ rồi đó chủ nhật kỳ rồi má ngồi với vợ con má coi cái má vỗ tay hoài. Trời con có thấy má khoái chương trình đó, con lên con thi. Tao khoái cái thằng đố kiếm đó. Trời ơi. Kỳ này con lên. Anh lên anh làm những cái chuyện mà không ai dám làm, chỉ có mình anh dám thôi. Được không con? Được không anh? Không được, đi lên cho măng nhục với người ta hả? Trời ơi. Đã thi mấy ngày nay, ăn ngủ không yên. Sáng sớm là ra đồng, là tập hèn rồi. Chi. À, nó ra đồng, nó tập. Con tập á, không có gì hết trơn á. À, vậy á. Kỳ này con lên trển, con làm mấy chương trình lận. Ừ, con làm nếu gì? Nếu thi cái tìm kiếm tài năng mà con... À, giật không được thì con nhảy qua cái vượt lên chính mình. Nói chung là thằng nào có tài trợ mà có tiền là con nhào vô con quất hết. Vậy à? Rồi mới về xây cầu cho bà con đi chơi. Ê, nó nói gì cũng tốt. Nhưng mà giờ con lên tỉnh nè. Dạ. Con định làm cái gì con nói cho má nghe coi. Làm gì hả? Trước tiên là vô thi cái tìm kiếm tài năng trước. Dưỡng sức để thi cái vượt lên chính mình sao. Rồi. Rồi bây giờ vô đầu là cái môn mà con luyện mấy bữa nay là mà má với vợ con không thấy. À. Tuần rồi má thấy thằng kia nuốt kiếm. À. Chuyện nhỏ. Vậy sao? Chuyện đồ võ. Wow. Chuyện con nít chơi. Vậy à? Kỳ này mới chuyện lớn. Vậy à? Nuốt cái khác. Con nuốt cái gì? Nuốt chổi. Hả? Hả? Trời ơi. Cái chổi đâu mà má? Trời ơi. Nuốt mấy rài trầy cuốn họng hết trơn hết trời ơi. Tư liều. Cây này nè, nó nè, mấy bữa nay nè. Nuốt, sáng nào cũng cầm nó nuốt không đó. Không nổi ơi. Trời ơi, vậy sao nuốt không? Dạ. Được không? Má với vợ con yên tâm. Ừ. Con đi là con biết con phải làm gì. Ừ. Được thì quy hoàng. Ừ. Không được thì ngày tàn bảo được. Chúa. Được không? Con ơi, mày có chắc mày vớt được 10 triệu không? Thì vớt không được, thì cũng lãnh được 5 triệu. Không phải, tao sợ. Không tin nuốt thử chơi cái, bảo là biểu diễn nè. Được không con? Coi đi rồi góp ý. Mày đừng làm tao hồi hộp nha. Nuốt từ từ thôi nha. Tao hồi hộp quá, con làm má con mình con sáng thôi đó. Sáng chưa ăn gì hết, chắc nuốt cây này no tới chiều luôn à. Quất à, tôi quất nha. Tao con mình mày đó, mày đừng làm cho má hồi hộp nè, con. Coi đi rồi, hãy yên tâm. Ừ. Chờ ngày chiến thắng. Ừ, đâu làm có được không? Trời ơi, ghê quá. Hồi hộp quá. Muốn bây giờ nè. Muốn nuốt hết cây hay nuốt nửa khúc? Cho ý kiến người xem luôn. Thôi giờ tùy ý. Nuốt nửa khúc đi anh. Quất luôn cái nùi này luôn đi. Trời ơi. Tôi nuốt là tôi có sung lắm, tôi quất hết không? Trời ơi, được không con? Hả? Con. Mày đừng làm cho tao sợ nha. Con ơi. Đừng có nhé. Người ta nuốt mà bà nhát hoài. Bà biết tôi sợ không? Trời ơi. Cho mày làm tao hồi hộp. Hồi hộp thì nín đi, cái hồi hộp nó để trong lòng. Nói ra ngoài cho tài năng người ta đi hết trơn à. Mày nhắm mày được không? Bà nín đi. Bà để tôi nuốt đi. Đi thi kiếm tiền về mà mẹ con không động viên còn nói này nói nọ. Thôi à. Con nuốt nghe má. Anh nuốt nghe em. Dạ. Trời ơi. Tôi nuốt à. Trời ơi. Mày nuốt đi. Được không?
là xưa rồi. Hả? Nó nuốt ở trên xuống là thưa. Chứ mày làm gì? Ở dưới chọt lên. Trời ơi. Được không? Tao giết mày chết rồi, đưa ra tao. Đừng đứng đi. Giết giấc mày. Thôi anh ơi. Anh đừng. Quý. Trời ơi. Mang đó đồ bỏ. Mày ta ở dưới ta lên cho nó gọn. Mày có chồng mày đó. Nó nuốt gì cho thấy gớm muốn chết hả? Con sao bởi con giỡn hoài, con nhắm mua lên để con làm cái gì? Nói chơi với kỳ này. Ừ. Con lên ai mà nuốt cây chổi. Ừ. Con có luyện mấy ngày nay. Con ra ngoài cái vườn xài của mình á. Ừ. Con có luyện rồi. Ừ. Và kỳ này con sẽ lên con làm cho ban giám khảo tìm kiếm tài năng. Ừ. Một phen khiếp vía. Ừ, phải làm nở mặt sống lại. Biết con thi cái gì không? Con thi cái gì? Con trước tiên con sẽ chào ban giám khảo. Ừ, rồi con nhào xuống bàn ban giám khảo. Mà làm gì? Con nằm trên bàn ban giám khảo. Trời đất. Nằm chạy bài ở trên. Cái gì vậy? Bắt đầu con thi. Con thi gì? Thi con gì? Con lấy nguyên ổ kiến lửa. Ha? Kiến vàng đủ loại kiến con để lên bụng con. Trời ơi. Con rải mật ong. Con rải mật ong cho nó bu nó cắn. Wow. Con chế săn hết cái bụng con bật con quẹt đốt một cái xèo. Trời ơi. Tất cả các loài kiến chết hết. Còn con còn sống. Ha? Hả? Một con còn sống. Vậy mới đậu. Con gì con? Không phải con kiến anh. Con gì còn sống con? Anh nói đi. Dịch bắt mày, mày làm cái gì vậy? Mày không chịu nói. Con gì mà kiến chết hết trên bụng mày còn con còn sống? Nghĩ đi. Vậy? Suy nghĩ đi. Tự nhiên kiến chết hết còn con sống. Không gì. Sống mới đậu chứ chết hết sao đậu? Biết con gì không? Không. Biết không? Dạ không. Con người. Trời ơi. Con người còn tươi rối là anh nè. Trái hết kiến anh còn sống bảo đảm. Môn này lấy mười mấy triệu về xây cầu cho quê hương. Chắc có bị phỏng không anh? Không hả? Không phỏng. Cái chuyện đó anh lo. Anh biết. Rồi phải không? Rồi bây giờ nè. Rồi. Con nói má. Chuẩn bị. Con đi rồi. Con hẹn mấy bạn. Ừ. Khán giả ái mộ á. Ừ. Ở trên xóm. Đi theo cũng như cổ vũ cho con. Rồi. Bây giờ con chuẩn bị. Con đi á. Má lo đồ đạc cho con đi. Cho con có soạn cái vỏ rồi. Rồi. Con đi à. Giờ đó là từ giả với vợ bay đi. Dạ. Nó buồn lắm á nghe. Rồi để con. Rồi. Đi bỏ nhà. Lo lắm. Nghe. Ở nhà má dòm ngó. Rồi. Dòm con. Để tao lo. Ở trên. Trên xóm trên có thằng kia nó dòm ngó hoài đó. Biết không? Biết thằng đó không? Có đâu. Có. Con biết. Con hỏi tên nó con biết rồi. Mày nói lộn. Nó ngó tao chứ không phải nó ngó vợ mày. Cái ông ngó ma khác. Còn cái thằng ngó vợ con thấy. Vậy hả? Biết thằng đó con nói luôn. Mai mốt coi chừng nó không con. Nào. Đồng dao. Trời ơi. Mệt quá. Nó đói ra tôi vô tôi chuẩn bị quần áo ra không? Em. Anh đi. Em phải vui lên chứ. Tại sao mà em không thích anh đi sao? Anh đi đem thành công về cho quê hương chứ anh đâu có đi cái gì tầm bậy tầm bạ đâu mà em buồn. Hồi nãy giờ có má ở đây em không có nói. Ừ. Bây giờ má đi vô rồi. Em hỏi anh nha. Hỏi đi. Anh nói thiệt đi, anh lên Sài Gòn làm gì? Làm gì nãy giờ nói rồi. Em phải tin anh. Anh lên anh làm ăn. Anh nói cho em nghe thật rõ ràng, không thì đừng hòng này nọ chi mắc công. Sống ở quê chỉ giỏi cái làm nông, rồi lên thành phố biết có làm gì được không hả? Từ từ để anh nói cho em nghe, anh lên Sài Gòn là vì em và mẹ đó. Phải không? Chớ mà bận tâm, em chớ đừng lăng nhăng cho khổ lòng anh. Đừng có làm cho anh bối rối, trong trái tim anh luôn yêu em chân thành. Anh lên Sài Gòn vì tương lai của hai chúng ta ngày mai. Ủa? Sao vậy? Anh kể cho em nghe rồi. Tại sao em buồn vậy? Buồn em phải đó. Tin tưởng chồng em. Sống với em, anh đâu có lạc quan với ai đâu. Em tin anh đi. Châu, cho anh đi đi. Anh không có mê ai trển đâu mà. Cho anh đi đi. Làm sao em tin rằng anh chân tình ở nơi phố thị?
đẹp xinh, làm sao yên tâm ở chốn đô thành. Chỉ một mình anh chẳng có người nào thân. Cũng có lý ha, ở trển không có ai hết. Nhưng yên tâm đi, anh lớn rồi, anh biết sống sao. Đừng lo cho anh. Em dạ. Dù không một người thân, dù không còn đồng xu, nhưng anh đây đã quyết đi chuyện này công thành. Phen này anh quyết ra đi, xin em hãy yên lòng. Chuyện này anh quyết định đi em, chớ đừng lo sợ. Anh không nản lòng dù có gian nguy. Chẳng phải em không tin anh mà vì em luôn lo lắng. Lo gì? Chẳng phải em không tin anh mà vì em đây quá. Dù biết rằng anh đang nói thật lòng, nhưng không biết sao em cứ phập phồng lo sợ. Vì chốn đô thành cám dỗ ai hay, tháng ngày tay gối bên tay, giờ anh xa xứ thì hỏi ai không buồn. Hả? Dạ. Anh xin thầy không sai lời, từng lời ở trong trái tim anh luôn luôn yêu em, luôn luôn thương em, không phôi pha em, tin tưởng anh đi nào. Anh đi xa nhưng không mê ai đâu ba xa ơi. Em yên tâm đi, em chớ suy nghĩ, em chớ đa nghi. Em ở nhà ráng lo cho mẹ dùng anh đi. Em nhớ nấu cơm cho mẹ ăn dùng anh nhé. Em nhé, em nhé, em. Nhưng mà em lo lắm anh ơi. Đừng lo, đi là phải đậu mới đi. Nè, ở nhà đi. Thương cái mà lại thương, lo cái mà lại lo. Chỉ lo anh thích cái chân dài. Rồi quên bến cũ, để em ngày đêm mong chờ. Em buồn em biết làm sao, đi mà chỉ hỡi chồng ơi. Đừng có đây nữa. Giờ đừng nghi ngờ, chớ có lo sầu. Ai cứ tin chồng luôn thì chung đi. Anh đi lên Sài Gòn, nhưng lòng anh vẫn nhớ anh thương vợ lắm. Hay không? Anh yêu em lắm. Anh không giấu diêm, anh không có mê gái đâu em ơi. Một bà xã thôi mà. Sao anh ổn hoài vậy? Anh nói bụng hả? Một bà xã thôi mà. Không vợ con nghe má. Thôi để má lo con. Người ta giờ ngô nó dữ lắm đó. Má biết rồi. Dẫu con lên Sài Gòn, lòng của anh luôn luôn nhớ về vợ hiền. Má với em sẽ vui và sẽ không lao động vất vả ngoài đâu. Anh đi phen này làm rạng rỡ cho gia đình. Em ở nhà lo mẹ giùm anh. Anh lên Sài Gòn, anh đi thi gót ta lần. Em ở nhà, em lo mẹ giùm anh.